Hello, xin kính chào quý cô chú anh chị Mạnh Thường Quân, bạn bè gần xa trong nước như ngoài nước và quý khán giả đang quay lại kênh YouTube Võ Thiện Nguyện Tự Tâm. Thì hiện tại trên chiếc xe không đồng vừa nhận được cuộc điện thoại từ một hoàn cảnh khó khăn, xin một chiếc xe không đồng chuyển bệnh từ bệnh viện Đa khoa Cao Lậy lên thành phố Hồ Chí Minh đồng hành với Thắng Võ trong sáng hôm nay. Có cô Bạch Anh Hồng thành viên nhóm và anh Hải là bác tài. Thì bây giờ xe đang di chuyển vào bệnh viện Đa khoa khu vực Cao Lậy để chuyển người bệnh đi. Thì Thắng Võ mời quý khán giả và mời quý cô chú anh chị Mạnh Thường Quân theo chiếc xe không đồng đến để tìm hiểu thêm về hoàn cảnh khó khăn và người bệnh mắc bệnh gì nha quý khán giả. Thì hiện tại xe cũng đã tới được bệnh viện của Đa khoa khu vực Cao Lậy. Kìa kìa bán vậy. Cô thì vui lòng cho con hỏi tên họ của người bệnh tên gì cô? Trần Văn Cung. Cư ngụ ở đâu cô? Ở ấp Tân Sơn, xã Tân Hiệp. Dạ, nghe ông cụ này bệnh gì cô? Đây là ông bị đột quỵ với bị cái chẩn đoán là ông bị gan. Dạ, rồi bây giờ mình lên bệnh viện nào của thành phố cô? Giờ lên bệnh viện Chợ Rẫy thành phố ha. Dạ rồi, con cảm ơn cô. Anh có đi không? Có hai, có cô với chưa, ông đi thôi phải không? Thì hiện tại xe đã nhận bệnh xong rồi nha quý cô chú anh chị khán giả. Thì bây giờ xe bắt đầu di chuyển từ bệnh viện của Đa khoa khu vực Cao Lậy chuyển người bệnh đến bệnh viện của Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh. Thì hiện tại xe đang nó di chuyển đi nha. Mời quý khán giả và quý Mạnh Thường Quân cùng đồng hành chiếc xe không đồng đưa người bệnh lên bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh. Và đồng hành trong chiếc xe sáng nay thì cũng khán giả cũng xin chân thành cảm ơn gia đình của chị Liên ở chợ Bây Dừa cũng đã hỗ trợ 1 triệu đồng phụ đổ tiền kinh phí xe sáng nay. Xin một lần nữa xin chân thành cảm ơn gia đình chị Liên rất nhiều.
phố Hồ Chí Minh nha. Vô cổng trước hả thầy? Thì đang vô khoa cấp cứu nha. Rồi. Khoan từ từ ông cụ ơi, để bằng ca xuống. Dạ. Lấy bằng ca đi hả? Có người già đó chưa? Rồi chị bước xuống, chị cảm ơn Mạnh Thường Quân giùm em nha. Giải khẩu trang nó lớn giùm em chị. Cảm ơn Mạnh Thường Quân hết nè, đưa hỗ trợ đưa cho ông già đến bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Dạ. Lấy cái gì có gì không? Vô. Không, đây sát bên kéo lên cũng lẹ mà. Rồi con chúc ông vô trị mau khỏi bệnh nha. Rồi để đó lên đó luôn chị. Rồi thì cuối cùng đưa được người bệnh tới bệnh viện Chợ Rẫy. Vì lý do vô trong bệnh viện không được quay phim nên khán giả không quay được nhiều, mong quý cô chú anh chị khán giả xem thông cảm. Và cuối cùng thì cũng đã đưa được người bệnh đến bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh. Thì bây giờ xe đang trên đường di chuyển trở về quê. Thì đang quá trình di chuyển ra cổng. Thì thôi, khán giả xin kết thúc cái video này nha quý cô chú anh chị Mạnh Thường Quân và quý khán giả. Thì ai có xem cái video này thì cảm thấy hay thì hãy cho khán giả xin một lượt like, một lượt đăng ký để ủng hộ kênh ạ. Xin cảm ơn và xin chào và hẹn gặp lại vào những các video sau.